Trong 40 câu đó thì sẽ có những cái câu mà các bạn có thể lấy điểm một cách dễ nhất. Đó là có 15 câu trong phần Atlas, khoảng chừng 3,75 điểm trong phần nội dung này. Đối với những cái câu mà bạn chưa nắm chắc, chưa rõ thì các bạn có thể xem lại, các bạn có thể tìm ra đáp án dựa trên Atlas chuẩn được. Đặc biệt là các câu bảng số liệu và biểu đồ, bởi vì trong Atlas có tất cả các dạng biểu đồ mà các bạn cần. Thực tế là lấy điểm 10 trong môn địa lý rất là khó, nhưng mà khoảng từ điểm 8 đến điểm 9 thì các bạn vẫn có khả năng nếu mà các bạn có những cái bí kíp cách làm bài thì cho nó hiệu quả hơn. Chào các bạn, cô đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa địa lý. Thì cô có phụ trách cái phần địa lý của trường phổ thông Năng Khiếu. Thì hôm nay cô sẽ đến với chương trình của bạn để có thể chia sẻ với các bạn về một số cái cách thức để các bạn có thể ôn tập môn địa lý một cách hiệu quả nhất cho kỳ thi sắp tới. Thực sự ra thì so với kỳ thi năm 2023 thì kỳ thi năm 2024 này nó vẫn theo chương trình sách giáo khoa của năm 2006. Và đây là cái chương trình mà các bạn sẽ có cái kỳ thi cuối cùng, bởi vì năm sau sẽ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì cái cấu trúc hầu như là không có thay đổi. Chúng ta sẽ có khoảng 40 câu và làm trong vòng 50 phút. Và trong 40 câu đó thì sẽ có những cái câu mà các bạn có thể lấy điểm một cách dễ nhất. Đó là có 15 câu trong phần Atlas. Nhớ là khi thi các bạn sẽ mang Atlas thì các bạn sẽ có được khoảng chừng 3,75 điểm trong phần nội dung này. Thêm nữa là các bạn sẽ có khoảng 5 câu trong phần nội dung đó để các bạn có thể làm được. Từ phần nhận biết thì các bạn sẽ có khoảng 5 điểm. Nói chung đối với môn địa lý thì lấy 5 điểm không khó, nhưng mà chẳng lẽ đi thi mình chỉ lấy 5 điểm. Vậy thì các bạn sẽ có thể lấy thêm 2 điểm nữa trong phần thông hiểu bằng cách là các bạn sẽ tìm hiểu thêm trong các cái phần của phần địa lý tự nhiên, địa lý ngành kinh tế và phần bảng số liệu. Thì cái phần này các bạn có thể được thêm 2 điểm nữa là khoảng 7 điểm. Tuy nhiên nếu các bạn muốn chinh phục các trường đại học của xã hội hoặc là cái kỳ thi quý C thì các bạn sẽ phải làm được thêm 6 câu hỏi trong phần vùng kinh tế. 6 cây này thì tương đối khó, mà muốn thi được thì các bạn sẽ phải có kiến thức sâu hơn về vùng kinh tế. Các bạn sẽ phải đọc kỹ hơn ở phần vùng kinh tế và trả lời trong cái phần câu hiểu vận dụng cao hơn xíu. Thứ nhất là phần đọc Atlas thì nó có khoảng 15 câu, đó là phần nội dung mà dễ nhất, là bởi vì trong đó người ta đã có ghi sẵn cái số trang á. Các em có thể dựa vào cái phần mục lục để các em có thể trả lời khoảng 15 câu này thì các em sẽ được 3,75. Thêm 5 câu nữa thì nó sẽ rơi vào cái phần lý thuyết của phần tự nhiên, phần dân cư và phần ngành kinh tế, thì các em cũng có thể lấy thêm được 5 câu nữa trong phần nội dung này để các em có thể trả lời được khoảng 5 điểm. Còn thêm 2 điểm nữa thì nó sẽ rơi vào phần các ngành kinh tế và các ngành kinh tế và các bảng số liệu, thì mình có thể lấy được khoảng 2 điểm, 2 điểm rưỡi. Và phần cuối cùng là phần các vùng kinh tế là phần khó nhất, thì 7 vùng kinh tế này nó sẽ rơi vào phần vận dụng cao. Mà muốn vào phần vận dụng cao mà bạn trả lời được thì sẽ có một số cái tips sau đây để các bạn có thể trả lời được. Đối với những câu hỏi rất là khó thì các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp loại trừ. Nếu mà bạn đã thấy cái câu nào mà cảm thấy là nó không chính xác nhất thì bạn loại trừ đi. Còn không thì bạn hãy dùng cái từ khóa, bởi vì trong mỗi một câu hỏi khoa học xã hội sẽ có cái phần từ khóa đó để các bạn có thể phù hợp nhất trong cái việc là chọn lựa cái câu đó cho nó chính xác nhất. Tuy nhiên không có một cái bí kíp nào có thể làm được hết nếu mà các bạn không có từng trải qua những cái phần câu hỏi đó. Vậy thì tốt nhất là các bạn hãy trải nghiệm qua các câu hỏi này dựa trên cái cấu trúc đề và cái phần mà đề mẫu minh họa của bộ để mình có thể làm được tốt hơn và không bỡ ngỡ, để cho các bạn muốn đạt được điểm cao hơn. Thì đây là cái nội dung trọng tâm cho các bạn. Và nhớ là các bạn hãy ôn tập kỹ các phần nội dung này. Thực tế ra thì có nhiều bạn học sinh đến thời điểm này các bạn đã ôn tập xong hết rồi. Bây giờ chắc bạn chỉ còn họ xem lại để có thể thi thôi. Mình không thể học theo cái kiểu cũ được nữa, mà chúng ta sẽ phải học theo kiểu hệ thống. Và chúng ta nên phân bổ thời gian cho phù hợp cho các môn học. Đối với môn địa lý thì thực sự là nó không quá khó để lấy cái đạt được điểm trung bình. Tuy nhiên các bạn muốn được điểm cao hơn thì các bạn sẽ phải hệ thống lại tốt hơn. Bằng cách hệ thống lại các cái sơ đồ bài học. Các bạn có thể hệ thống lại bằng nhiều cách. Các bạn có thể hệ thống bằng sơ đồ tư duy, hoặc các bạn có thể hệ thống bằng bảng biểu hoặc là sơ đồ hình cây. Nghĩa là làm sao các bạn có thể nhớ rõ nhất cái kiến thức đó. Và thêm nữa là trong môn địa lý nó có một cái cuốn tài liệu mà có thể mang vào được, đó là Atlas. Nếu mà bạn sử dụng Atlas thì bạn cũng có thể điểm trên trung bình. Dĩ nhiên là các bạn sẽ có khả năng đạt điểm cao hơn bằng cách là các bạn sẽ ôn kỹ hơn ở những cái phần ví dụ như vùng kinh tế hoặc là ngành kinh tế, và sau đó tập trung vào những cái câu vận dụng thấp và vận dụng cao để có thể lấy được điểm cao hơn. Đặc biệt là các bạn thi khối xã hội thì các bạn sẽ phải tập trung vào những cái câu để trả lời vận dụng cao của phần các vùng kinh tế, thì cái này đó sẽ thông thường hỏi ý nghĩa và phân tích. Thì vậy nên các bạn sẽ phải tập cho các cái câu hỏi tập luyện nhiều hơn. Thì phần nội dung này các bạn có thể tải các cái đề thi trên mạng xuống để mình làm thử. Bởi vì thực tế ra khi đi thi thì quan trọng nhất vẫn là cái kỹ năng làm bài. Vậy thì kỹ năng làm bài này nó sẽ phải được rèn luyện thông qua các bạn làm thuần thục hơn trong cái các cái cấu trúc bài thi mà đã có sẵn, để các bạn có thể không bỡ ngỡ khi các bạn vào phòng thi. Khi các bạn làm bài thi thì cô có một số lưu ý cho các bạn làm, đó là
và các bạn hãy làm từ câu dễ đến câu khó. Tại vì khi các bạn làm từ câu dễ đến câu khó thì các bạn sẽ lấy được chắc cái phần nội dung điểm mà các bạn đã có là khoảng từ 3,75 đến 5 điểm. Thì sau đó khi các bạn vào các câu khó hơn thì các bạn sẽ có thời gian để các bạn suy nghĩ. Và như vậy thì cái khả năng các bạn có điểm cao hơn trong môn địa lý thì nó sẽ đỡ hơn. Đối với môn địa lý thì các bạn có được quyền sử dụng Atlas. Thì vậy nên trong cái kỹ năng làm bài này nó có liên quan đến cái kỹ năng đọc và sử dụng Atlas. Vì vậy khi mà các bạn muốn đọc được Atlas một cách hiệu quả thì các bạn phải nắm chắc các ký hiệu trong đó. Cái thứ hai nữa là các bạn phải nhớ được cái phần nội dung nào theo cái chương trình của sách giáo khoa địa lý lớp 12. Ví dụ như ở phần tự nhiên nó nằm từ trang số 1 đến trang số 14 chẳng hạn thì các bạn sẽ phải nhớ nội dung đó, hoặc là trang 15, 16 là phần dân cư chẳng hạn, hoặc phần các ngành kinh tế hoặc các vùng kinh tế thì các bạn sẽ phải nhớ một số cái số liệu đó để các bạn có thể khi mà vào phòng thi các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ. Tại vì một buổi sáng như vậy các bạn sẽ làm khá nhiều bài thi nên thành ra là cái thời gian cho các bạn sử dụng để các bạn có thể đọc Atlas không có quá nhiều. Vì vậy nếu những cái câu mà các bạn có biết rồi thì các bạn có thể không sử dụng Atlas. Còn đối với những cái câu mà bạn chưa nắm chắc, chưa rõ thì các bạn có thể xem lại, các bạn có thể tìm ra đáp án dựa trên Atlas cũng được. Và đặc biệt là các câu bảng số liệu và biểu đồ. Thì nếu các bạn không nhớ cái dạng biểu đồ đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Atlas được, bởi vì trong Atlas có tất cả các dạng biểu đồ mà các bạn cần. Thì đó cũng là một số cái cách để các bạn sử dụng Atlas hiệu quả. Còn đối với những cái câu mà quá khó trong cái phần vận dụng cao á, mà những cái câu mà phải đòi hỏi là các bạn phải tư duy thêm một chút thì các bạn sẽ phải dành thời gian hơn. Có những câu mà đôi khi các bạn không tìm được câu trả lời chính xác nhưng mà không sao cả. Vì nếu các bạn dùng phương pháp loại trừ hoặc là dùng từ khóa trong cái câu hỏi đó thì các bạn có thể tìm ra được câu trả lời chính xác nhất. Thì dù sao các bạn cũng có thể khoảng được từ 9 đến 9 điểm rưỡi cho phần nội dung câu hỏi đó. Thực tế là lấy điểm 10 trong môn địa lý rất là khó, nhưng mà khoảng từ điểm 8 đến điểm 9 thì các bạn vẫn có khả năng nếu mà các bạn có những cái bí kíp cách làm bài cho nó hiệu quả hơn. Cô có 4 cái từ khóa cho các bạn, đó là các bạn đầu tiên là phải có kiến thức. Thì kiến thức các bạn đã hệ thống lại được rồi. Cái thứ hai là cái kỹ năng làm bài, thì các bạn sẽ làm từ dễ đến khó và sử dụng các từ khóa để có thể trả lời được. Cái thứ ba là các bạn sẽ phải có cái tinh thần làm bài. Tinh thần này là cái tinh thần tốt nhất khi mà các bạn làm bài thi. Bởi vì khi vào phòng thi nếu mà các bạn quá là rung thì các bạn sẽ không làm đạt được hiệu quả tốt nhất cho cái phần kỳ thi đó. Và cuối cùng là các bạn phải có một cái sức khỏe tốt để các bạn có thể làm phần này nội dung thi được hiệu quả nhất. Bởi vì nếu không có sức khỏe thì chúng ta sẽ không làm được các bài thi khác, chứ không phải chỉ riêng môn địa lý. Các bạn thí sinh khi mà đến thời điểm này thì các bạn đã có một khoảng thời gian khá cho việc ôn tập rồi. Thế nên thành ra thời điểm này thì cái quan trọng nhất với các bạn là sức khỏe và tinh thần. Bởi vì nếu không có sức khỏe thì các bạn sẽ không có đủ thời gian để có thể học được tất cả các môn học để các bạn cần luyện thi. Cái thứ hai nữa là cái sức khỏe nó quan trọng cho đến cái ngày thi luôn. Và cái quan trọng không kém nữa đó là tinh thần khi mà các bạn làm bài. Nếu các bạn có một cái tinh thần sảng khoái, là một cái tinh thần mà các bạn làm việc làm bài mà cảm thấy tự tin á, thì các bạn sẽ đạt được cái điểm rơi tốt nhất cho cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Còn bản chất là nếu mà các bạn quá lo lắng thì hầu như tất cả các bài thi các bạn làm nó sẽ không đạt được điểm rơi cao nhất. Thực sự ra thì khá nhiều bạn đã có được cái điểm thi đánh giá năng lực rồi, nên thành ra là các bạn cũng khá là thoải mái. Còn những bạn mà chưa thì cũng không sao cả, bởi vì thực chất ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nó cũng là một cái cách để các bạn trải nghiệm trong cái phần thi của bạn. Vì vậy nên nếu các bạn muốn đạt được điểm cao hơn thì các bạn phải có sức khỏe và có tinh thần tốt. Cô chỉ chúc các bạn đạt được kết quả cao trong tất cả các bài thi chứ không riêng gì môn địa lý. Bởi vì với các tổ hợp môn đó thì mỗi một môn nó có một vai trò quan trọng riêng, và riêng môn địa lý thì các bạn sẽ đạt được điểm cao nhất như các bạn mong muốn.